các con hãy bắn chưởng lửa vào ta đi. Đây là sư phụ luyện tiên đỉnh nhất của ngôi trường tu tiên. Không ai có thể dùng chưởng chạm vào ông được. Giỏi quá, không ngờ có một học trò lúc này mới vận công. Sư phụ bị chúng chiêu mặt đen như than. Là ai làm? Là hắn. Học trò đó là Giang Thành. Hôm nay là ngày đầu anh gia nhập tu tiên viện. Cứ ngỡ là bị loại từ vòng gửi xe. Nhưng những vũ khí canh cửa này đều không thể chạm được vào người anh. Giang Thành vốn muốn xuất thân tu tiên để bảo vệ cho làng mình. Nhưng những người ở đây lại coi thường dòng máu thường dân của anh. Kẻ hèn hạ như ngươi không nên xuất hiện ở đây. Không ngờ sư tôn đi xuống nắm lấy tay của Giang Thành, phát hiện ra tiên căn của anh vô cùng mạnh mẽ. Thế này đi, trước tiên ngươi cứ học ở đây, còn tiếp thu được đến đâu thì còn phải xem vận may của ngươi thôi. Đa tạ sư phụ. Cứ thế mà Giang Thành tiến vào nội viện tập luyện. Lúc này anh thấy thuật kiếm pháp của những sư huynh thật siêu phàm. Trong lòng Giang Thành rất ngưỡng mộ, nhưng những người ở đây lại rất coi thường và thường xuyên chơi đều anh. Tiếp chiêu nè. Hắn còn chế giễu anh, không phải ngươi muốn tu tiên sao? Yếu như gà thế này, nếu ta là ngươi, ta thà về nhà làm ruộng còn hơn. Ai bảo ta không làm được? Được vậy thì thử cho ta xem. Nói làm là làm luôn. Giang Thành cầm thanh kiếm lên biểu diễn một bài quyền trước mặt đại sư huynh, nhưng tên kia vẫn ngứa mắt với anh. Hắn dùng phép luyện kiếm mà như vậy sao? Thử lại lần nữa cho ta. Giang Thành lại cố gắng thử một lần nữa. Luyện kiếm chân phải cong, tay phải thẳng. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ khinh bỉ anh. Nhưng mà mọi người không biết rằng anh chính là một đại cao thủ, sau này sẽ đứng trên đầu bọn họ. Chẳng bao lâu tài năng của Giang Thành bộc lộ ra. Hôm nay nhị sư phụ thể hiện bản lĩnh trước mặt những học trò. Các trò hãy bắn chưởng lửa ở trên tay các trò vào ta đi. Không phải sợ, ai mà làm cho ta bị thương, ta sẽ gọi người đó là sư phụ. Hay quá, nhị sư phụ là một cao thủ trong giới tu tiên. Ông có thể dễ dàng đỡ được hết những chưởng mà đệ tử bắn vào. Nhưng bất ngờ là khi Giang Thành bắn chưởng lửa vào ông, không những ông không đỡ được mà còn để mặt cháy đen như than. Ai, là ai đã làm? Là hắn. Mọi người đều chỉ tay vào Giang Thành. Tên oắt con kia, đứng lại cho ta. Tin Giang Thành mạnh như vậy nhanh chóng đã đến tai của tam sư phụ. Ông đến lớp học để kiểm tra thực hư. Ông vận công vào ấn đường của Giang Thành. Lúc này anh không thể phân biệt được mộng cảnh hay thực tại. Anh dùng kiếm thuật chém giết hết những địch trong ảo ảnh. Hóa ra đây là mục đích của Giang Thành, muốn báo thù cho những người trong gia tộc đã bị giết. Tam sư phụ biết thì rất tức giận. Giang Thành cũng đã thoát ra được khỏi ảo mộng. Còn những tên địch vừa nãy anh đánh chính là những người đồng tu xung quanh, đều đã bị anh đánh ngã hết xuống đất. Thật không ngờ thù hận trên người ngươi nặng như vậy. Ngươi mà tiếp tục tu luyện thì không chừng sẽ trở thành một tên cuồng sát mất. Rồi tam sư phụ đuổi anh đi, không muốn dạy anh nữa. Những đồng tu ở xung quanh cũng hùa theo, muốn đuổi Giang Thành đi. Người như người không xứng ở tu viện, rời khỏi tu viện đi. Ngươi không xứng đáng ở đây. Thấy thế Giang Thành cũng tức giận mắng những tên đồng tu kia. Các ngươi chỉ vì muốn tu thành tiên mà mất hết nhân tính như thế. Cái đạo thối tha này ta không thèm học. Nói xong, Giang Thành quay đầu đi không thèm nhìn lại. Trong lúc Giang Thành rời khỏi tu viện, bất ngờ nhị sư phụ xuất hiện đằng sau gọi anh lại. Ông thoát một cái đã bay xuống trước mặt anh. Rồi ông vận công để đưa Giang Thành vào trong ảo mộng. Nơi đây tiên cảnh hữu tình. Sư phụ thấy vẻ mặt chán nản của Giang Thành, khuyên bảo anh, cuộc sống là thế. Nếu bây giờ con rời đi mà con đã lĩnh hội được đầy đủ rồi thì thoải mái. Nhưng con chưa đạt được. Chỉ vì những điều khó chịu hôm nay mà con đã rời đi thì thật là không đáng. Lời này đã động viên được anh. Sư phụ thấy đã đến lúc. Ông đả thông các huyệt đạo trên người Giang Thành, giúp anh đả thông kinh mạch. Kinh mạch được đả thông, Giang Thành bộc phát được sức mạnh tiềm ẩn. Cộng với sự quyết tâm chăm chỉ luyện tập, mau chóng đã trở thành một cao thủ kiếm thuật. Những tên đồng tu ngu ngốc vẫn tưởng anh yếu kém, vẫn ra sức chế giễu, còn muốn thách đấu với Giang Thành. Lâu rồi không gặp, để ta xem người tiến bộ như thế nào. Hắn biến ra một cái kiếm rồi phóng vào người Giang Thành. Nhưng anh chỉ xoay người một cái đã hoàn hảo lé được chưởng đó. Tên kia không biết được rằng chút trò vặt vãnh này làm sao có thể làm khó được anh. Tiên huynh, hãy xem ta đây. Sao tiểu tử này lại có thể đả thông được kinh mạch như thế? Giang Thành hô biến mấy cái là tiên huynh kia đã phải đứng nhìn mũi kiếm chĩa vào cổ, thua một cách chóng vánh. Giang Thành vừa giỏi vừa khiêm tốn. Mặc dù thắng nhưng anh vẫn không kiêu ngạo, chỉ một mạch rời đi. Giang Thành ở đâu ngày đã có tình cảm với tiên tỷ này. Anh hiện ra muốn nói lời cảm ơn vì ngày xưa vị tiên tỷ này đã ra tay cứu giúp tộc của mình. Về đến làng của mình thì anh phát hiện có một bóng đen đuổi theo hắn. Vừa hiện ra hắn đã đe dọa, nếu ngươi còn cản đường ta thì ta sẽ cho ngươi đi gặp tộc mình ở địa ngục. Nghe ngươi nói thế thì ta cũng không chắc ai là người chết đâu. Lúc này sức mạnh của Giang Thành không còn như xưa nữa. Đối với anh thì mấy chưởng nhẹ nhàng như này thì chỉ là muỗi đốt inox. Tên kia bị Giang Thành kết liễu rồi để lại một cây kiếm. Hỏi các thầy tà trong làng thì hóa ra đây là thanh kiếm của thần nông. Tên kia đến để ăn trộm nó, rồi tộc trưởng đưa nó cho Giang Thành. Nào cầm lấy, giờ chỉ có ngươi mới đủ năng lực để bảo vệ thần nông thước.
Sau này sẽ có những người của tộc ma đến quấy rầy. Cây thần nông thước này sẽ giúp anh bảo vệ tộc của mình. Sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Tôi nguyện hết sức bảo vệ an nguy của tộc. Còn ở viện tu tiên thì đã có chuyện lớn xảy ra. Trong lúc đang tu luyện thiên kiếm thì đại sư phụ đã bị một thế lực nào đó đả thương. Khi mọi người chạy đến, đại sư phụ đã không cầm cự được. Hóa ra là do tộc ma làm ra chuyện này. Giang Thành thấy thế liền đuổi theo. Những người ở lại thì đưa thi thể của đại sư phụ về trước đã. Đánh nhau tính sau. Giang Thành bay đến nơi thì phát hiện người đó không ai khác lại là tiên tỷ Lạc Doanh. Lúc này cô vẫn chưa biết vì sao mình lại biến thành tộc ma. Sư tôn là do ta giết sao? Sao ta lại làm thế được? Giang Thành vẫn tin Lạc Doanh. Vì kể cả cô có ma lực trong người thì cũng không thể nào một mình đánh bại được sư tôn. Chắc chắn có ẩn khúc ở đây. Giang Thành muốn Lạc Doanh trốn đi. Còn một mình anh sẽ quay lại để điều tra chân tướng sự việc. Rồi sẽ quay lại tìm cô. Về đến viện tu tiên, Giang Thành được giao trọng trách giữ linh tận hiếu của sư tôn. Vì lúc còn sống ông luôn yêu ái Giang Thành. Còn tam sư phụ sau đó đã đứng lên làm người dẫn đầu viện tu tiên. Vì đây là điều mơ ước bấy lâu nay của ông. Cùng lúc này thì một tên áo đen xuất hiện. Hắn báo cáo cho một bóng ma rằng, mặc dù bị mất đi thanh thần nông thước, nhưng bọn chúng đã sở hữu được 2 trong 3 thanh thần kiếm. Sắp đến ngày bóng ma kia được nhìn thấy mặt trời rồi. Hãy đợi đi. Trong lúc Giang Thành đang lau chùi thi thể của sư tôn, thì lời nhắn của ông ấy hiện ra. Khi con nhìn thấy hình ảnh này thì là lúc ta ra đi rồi. Nhiệm vụ trước mắt của con còn rất nhiều. Ma tôn phá thiên e là sắp phá được phong ấn làm hại nhân gian. Giang Thành là chuyển thế của Viêm Đế, là người mà sư tôn đã tìm kiếm lâu nay. Chỉ mình anh là có đủ sức mạnh để có thể phong ấn phá thiên một lần nữa. Tương lai của tiên viện nhờ cậy cả vào anh. Sau đó anh vạch áo của sư tôn ra xem thử, thấy có 2 vết kiếm, một cái của Lạc Doanh, còn phát còn lại là của ai. Lúc này tam sư phụ kia đến tộc của Giang Thành. Ông ta đến để hỏi xem thần nông thước có còn an toàn ở đây không. Nhưng sau khi biết nó đã được đưa cho Giang Thành thì ông ta mừng rỡ. Xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, cây thần nông thước lại ở trong tu tiên viện. Giang Thành đi tìm Lạc Doanh, đến nơi thì không thấy cô ấy đâu. Là ai, mau ra đây. Hóa ra là một tiên tỷ. Cô ấy cũng không tin Lạc Doanh có thể làm những chuyện như thế nên muốn đi tìm hiểu mọi chuyện. Cô ấy muốn giúp hai người. Ta chỉ mong cô ấy ở ngoài một mình, không bị làm sao. Lạc Doanh lúc này đã tìm đến trước thi thể của sư tôn. Cô tiến tới và quỳ xuống tạ lỗi với ông. Không hiểu sao lúc đấy lại làm như vậy. Ở sau vị tam sư phụ kia hiện lên. Lúc này Lạc Doanh cũng đã nhớ ra mọi chuyện. Hóa ra cô ấy bị chính tam sư phụ đánh ngất khi đang canh giữ cho sư tôn luyện kiếm. Ông ta còn nhẫn tâm làm hại huynh đệ lâu năm của mình. Nuôi dưỡng ma khí trong người Lạc Doanh đã hơn 20 năm. Bây giờ ông ta nhân cơ hội này đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. Còn muốn siêu tầm đủ 3 thần kiếm để có thể phá giải phong ấn phá thiên. Bây giờ cho dù Giang Thành có là chân mệnh thiên tử gì đi nữa thì cũng không cản được ta. Chỉ tiếc là kịch hay sau này huynh không được xem. Thì ra là ngươi, ngươi đã biến ta thành ma. Tên điên này. Nhưng chưa kịp làm gì thì Lạc Doanh đã bị một trưởng ngất tại chỗ. Giang Thành đến chỗ nhị sư phụ để báo điều bất thường cho ông. Nhưng với sự tinh ý của mình, ngay lập tức ông đứng dậy ngắt lời Giang Thành. Hóa ra tam sư phụ đang ở sau. Ông ta còn chế giễu Giang Thành là có người ở sau còn không biết. Sư tôn của ngươi không dạy ngươi à, đi chỗ khác học thêm đi. Vâng, nhị sư phụ sau khi thấy tiểu đệ của mình đã rời đi thì nói với Giang Thành, lúc khác hãy đến tu tiên cốc tìm ta. Đêm đó một mình Giang Thành đến tìm nhị sư phụ. Ngươi nói đi, đã tìm ra thứ gì? Có 2 vết kiếm trên người sư tôn, một là của Lạc Doanh, còn vết thứ 2 thì rất hiểm và sâu. Người có đủ pháp lực mạnh để có thể đâm được vào người sư tôn chắc chắn không phải là môn đồ của viện. Vậy ngươi nghi ngờ Mạc Nguyên đệ đệ sao? Nếu không phải là sư phụ Mạc Nguyên thì là người. Nếu là ta làm, thì ngươi còn sống được đến bây giờ sao? Nếu mà do Mạc Nguyên làm thì phiền phức của chúng ta lớn rồi đây. Lạc Doanh bây giờ đang bị xích trong động tộc ma. Còn tam sư phụ Mạc Nguyên đang ở đây để triệu hồi hồn ma kia. Hóa ra ông ta muốn giải phong ấn phá thiên để có thể gặp được người phụ nữ mình yêu. Lạc Doanh lúc này khuyên ông thầy kia, yêu cái gì, yêu với đương cái gì, bố mẹ ở nhà thì còng lưng làm, ngươi giải thoát tình yêu của mình nhưng tàn phá thế giới này, tình yêu này còn có ý nghĩa gì chứ, cô ấy chính là thế giới của ta. Rồi Mạc Nguyên tắt volume của Lạc Doanh. Giang Thành đã cùng nhị sư phụ đến linh đàn để giúp anh tu luyện pháp lực. Con không được phân tâm, một khi phân tâm thì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Pháp khí mà người nói chính xác là gì? Nhất định phải có pháp khí này mới có thể phong ấn phá thiên sao? Đương nhiên. Rồi hai người bắt đầu. Sư phụ lấy chân khí từ trong người ra. Bây giờ Giang Thành phải dùng tâm pháp để hòa vào nó. Mạc Nguyên sau khi tìm một vòng tu viện thì cuối cùng cũng đã tìm được ra bọn họ. Hắn bất ngờ tấn công hai người, còn lấy được thanh thần nông thương. Nhị sư phụ dùng hết sức để bảo vệ Giang Thành. Mạc Nguyên thấy mình không cần phải ở thêm nữa nên đã trở về, dùng 3 thanh thần kiếm mở phong ấn cho thần ma.
Còn mấy tên đồng tu kia lúc này mới thấy mọi chuyện. Nhị sư phụ thấy không thể đợi lâu hơn được nữa, ông quyết định hy sinh, vốn muốn sánh vai cùng con phong ấn phá thiên một lần nữa, nhưng có vẻ ta không đợi được đến lúc đấy. Ông lấy hết pháp khí trong người mình truyền cho Giang Thành. Từ trên cao hiện ra một phiên bản nâng cấp do đã nạp VIP của anh. Còn trong ma động, lúc này Lạc Doanh đã bị ma pháp khống chế. Cô đánh nhau bất chấp, ai cô cũng đánh kể cả có là đồng tu. Trong lúc Mạc Nguyên đang vui sướng thì cô cũng bóp hắn luôn. Nhưng sức mạnh của hắn mạnh hơn cô. Mạc Nguyên trong lúc đang đắc ý ma vương đã khống chế luôn ông ta. Hóa ra ngày xưa em gái hắn cùng ông ta ăn cơm trước kẻng lên đã có thai. Mà đứa trẻ đó chính là Lạc Doanh. Bây giờ, người đang chính tay làm hại cốt nhục ruột thịt. Cái gọi là chân mệnh thiên tử, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Ngươi chính là phá thiên. Đúng vậy, để xem ngươi sẽ làm được gì ta. Ma vương khống chế Lạc Doanh để đối phó với Giang Thành. Nhưng lúc này anh mạnh hơn xưa nhiều. Lạc Doanh có thêm sức mạnh của tộc ma, cũng không phải dạng vừa. Giang Thành đánh liều gọi tên của Lạc Doanh, thế mà cô ta tỉnh thật. Đúng là sức mạnh của tình yêu. Giang Thành lại quay ra đối phó với ma vương. Lạc Doanh tiến tới định ngăn cản anh. Mạc Nguyên thấy thế chặn cô lại, dùng máu của mình để cố gắng giải ma pháp trong người con gái, dùng tính mạng của mình để giải thoát con gái. Giang Thành vận công, dùng dáng long thập bát trưởng tấn công lại ma vương phá thiên. Vì sức mạnh quá lớn, ma vương dần dần bị phong ấn trở lại. Nhưng hắn bất ngờ lôi Lạc Doanh theo. Giang Thành thấy thế ngưng phong ấn lại. Ta thà thịt nát xương tan cũng không để mất nàng. Chàng là chân mệnh thiên tử, còn ta là huyết mạch của ma tộc. Chúng ta sinh ra đã không dành cho nhau rồi. Nếu có kiếp sau ta nguyện ở bên chàng. Ta không muốn kiếp sau. Đừng do dự nữa, hãy ra tay đi. Giang Thành cuối cùng quyết định đánh đổi tình yêu để cứu tam giới. Mạc Nguyên tỉnh dậy cũng đã thấy hối hận. 20 năm sống trên đời chưa làm được gì cho con gái, giờ nhận ra thì đã không còn được nhìn thấy con nữa. Giang Thành gác lại chuyện buồn, anh đứng lên làm lại cuộc đời, quyết định dẫn dắt tu tiên viện trở thành nơi đào tạo thần tiên hàng đầu tam giới, sau này đổi tên thành trường phù thủy và pháp sư Hogwarts, gìn giữ trật tự của vũ trụ. Anh còn định lập ra một nhóm có tên tiếng Anh là Guardian of the Galaxy, vệ binh giải ngân hà. Bộ phim đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay hãy like và subscribe cho mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.